Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Orange County Advantage Medical Group phục vụ sức khỏe quý vị cao niên trên 65 tuổi 714-889-0777 TNT Cabot Thai Cabinet chuyên cung cấp vật liệu xây dựng nội thất với giá cả thấp nhất, chất lượng nhất 714-894-1177 Go farther than you ever thought possible in a new fuel efficient Corolla Hybrid Electric, Camry Hybrid Electric, RAV4 Hybrid Electric, and Highlander Hybrid Electric. Ring set lifestyle, Xin trân trọng chào đón quý vị đến với chương trình tin tức phát hình live của Lido Sài Gòn TV. Ngày hôm nay là ngày thứ hai, ngày 26 tây tháng 9 và đầu tuần chúc quý vị một ngày thật là nhiều bình an. Và mở đầu sẽ là phần tin Việt Nam. Mời quý vị cùng theo dõi. Chương trình Khánh Ly ở Hà Nội bị chính quyền chơi dơ. Cô giáo tự tử, tử vì áp lực từ việc dạy học Người trong tỉnh Thất Bồng Lai bị cưỡng ép để lấy mẫu thử DNA. Và sau đây là phần tin chi tiết, mời quý vị cùng theo dõi. Kính thưa quý vị, tin Việt Nam cũng cho biết ngày hôm 24 tháng 9, truyền thông trong nước đưa tin buổi biểu diễn của ca sĩ Khánh Ly với tên gọi Nhớ mùa thu Hà Nội vào tối ngày 24 tháng 9 tại nhà hát lớn với sự góp mặt của các ca sĩ Cẩm Vân, Khắc Triệu, Đức Tuấn, Quang Thành buộc phải hủy bỏ vì nhà hát bị cắt điện. Tuy nhiên, qua ngày hôm sau, ngày 26 tháng 9, các báo cáo đồng loạt gỡ bài về sự việc này mà không nêu lý do. Nội dung của sự việc này là theo đúng kế hoạch thì vào tối ngày thứ Bảy ngày 24 tháng 9, tại nhà hát lớn sẽ diễn ra chương trình ca nhạc có tên gọi Nhớ mùa thu Hà Nội với sự góp mặt của Khánh Ly và một số ca sĩ trong nước. Vé đã bán hết và ca sĩ nhạc công những người thực hiện chương trình đã sẵn sàng thì chiều ngày thứ sáu 23 tháng 9 thưa quý vị. Nhà hát lớn gửi công văn tới đơn vị sản xuất chương trình là công ty cổ phần quảng cáo truyền thông S với nội dung cắt điện để kiểm tra, xử lý thiết bị điện cao thế từ 9 giờ ngày 24 tháng 9. Công văn cũng không cho biết thời gian cắt điện là bao lâu. Báo Giao thông cũng cho biết đơn vị tổ chức chương trình này đã bị thiệt hại 1.5 tỷ đồng, có khoảng là 65.000 Mỹ Kim. Tuy nhiên thì bài báo cáo đã không còn được tìm thấy trên mạng các báo thanh niên với là bài có tựa là dừng live show khánh ly ở Hà Nội thưa quý vị. Và một cô giáo tự tử vì áp lực từ việc dạy học. Ngày hôm nay, chủ tịch thành phố Quy Nhơn đã lên tiếng với truyền thông trong nước về vụ một cô giáo cấp 2 trường trung học cơ sở Hải cảng, phường Hải cảng, thành phố Quy Nhơn chết và để lại thư tuyệt mệnh để mà cập tới áp lực công việc và một việc không thể chấp nhận được khiến cô đi đã quyết định phải ra đi. Sự việc diễn ra vào ngày 20 tháng 9 vừa qua, cô giáo được biết tắt tên là VTHP, 33 tuổi, dạy môn toán tin, học tại trường Hải Cảng. Sau khi mà dạy xong tiết 1, và cô đi ra khỏi trường bằng xe máy và sau đó không thể liên lạc được. Gia đình lên mạng xã hội Facebook đang thông báo tìm kiếm vì cho rằng cô bị mất tích. Tới ngày 24 tháng 9, thi thể của cô được dân địa phương phát hiện tại một bãi đất trống ở phường Nhân Bình, thành phố Quy Nhơn. Báo cáo cho biết trước khi xảy ra vụ tự tử một ngày, nhà trường có yêu cầu cô kiểm điểm, giải trình về việc có một phụ huynh học sinh lớp 6 tới buộc nhà trường làm rõ việc con của cô bị bị đánh thưa quý vị. Và bản thân của cô cũng cho rằng là do em học sinh tới lớp không ghi bài, về nhà không làm bài tập nên cô chỉ đánh nhẹ với ý định là răng đe. Cơ quan chức năng tới khám nghiệm hiện trường và phát hiện một mảnh giấy viết tay là do thấm nước được cho là thư tuyệt mệnh. Nội dung thư nói là cô có thể vượt qua về áp lực lớn khi mà được làm công việc nhiều và thời gian ít. Tuy vậy thì có một việc là không thể chấp nhận được khiến cô phải ra đi. Điều này không được nêu rõ lý do thưa quý vị. Và thưa quý vị, người trong tỉnh Thất Bồng Lai bị cưỡng ép để mà lấy mẫu DNA. Có khoảng là 50 công an đã ập vào cơ sở của tỉnh Thất Bồng Lai hay còn gọi là Thiền Am bên bờ vũ trụ tại Long An vào sáng ngày 24 tháng 9, dùng vũ lực bắt lấy mẫu nước bọt và tóc của những người trong Thiền Am để mà điều tra về huyết thống. Luật sư Đặng Đình Mạnh, một trong năm luật sư đại diện cho những người ở Thiền Am viết trên Facebook, vào cùng ngày là các luật sư nhận được tình báo về vụ việc đã ngay lập tức tới Thiền Am và đã bị chặn ở các chốn công an mới được lập gần Thiền Am thưa quý vị. Có tổng cộng là 3 chốt như vậy, ông Mạnh cũng cho biết. Theo luật sư Mạnh, vì không hiểu nguyên nhân sự việc nên những người trong thiềm am không tự nguyện do công an lấy mẫu nước bọt và tóc và khiến công an phải bẻ tai, bóp họng buộc những người này phải há miệng để mà lấy mẫu mang đi và bớt tóc của họ, thưa quý vị. Hành động này áp dụng cho cả những người lớn, những đứa trẻ trong thiền hiện này, thưa quý vị. Cũng theo luật sư Mạnh, đây là những lần thứ ba họ lấy mẫu này. Hai lần trước vào tháng 8 năm 2021 và tháng 4 của năm 2022, nhưng mà không lần nào công an thông báo về kết quả xét nghiệm. Ngày 9 tháng 6 năm 2022, Viện Kiểm sát Long An đã cáo trạng truy tố 6 người của Thiền An. Những người này sau đó bị kết án tổng cộng lên tới là 23 năm tù. Riêng đối với các cáo buộc loạn luân và lừa đảo này, vào ngày 26 tháng 7, công an cũng cho biết đã tạm đình chỉ việc giải quyết tố giác của các cá nhân và tổ chức đối với Thiền Am này. Luật sư Đặng Đình Mạnh cũng cho rằng việc công an bắt ép người trong Thiền Am phải đưa ra mẫu nước bọt và tóc vào lúc này là trái pháp luật vì một sự việc khi mà trở thành vụ án, tức là khởi tố hình sự thì cơ quan điều tra mới có thể làm như sáng ngày hôm nay thưa quý vị. Và thưa quý vị, vụ chuyến bay giải cứu, Thứ trưởng và trợ lý Phó Thủ tướng bị đề nghị kỷ luật. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng và trợ lý Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Quang Linh vừa bị đề nghị kỷ luật đảng vì liên quan tới vụ án đưa và nhận hối lộ hàng chục tỷ đồng và hàng trăm ngàn Mỹ Kim khi mà tổ chức các chuyến bay do người Việt hồi hương trong đại dịch này. Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng là quan chức cấp cao nhất trong số là gần 20 người bị bắt và khởi tố liên quan tới vụ tham nhũng các chuyến bay giải cứu. Trước đó ngày 20 tháng 9, vụ trưởng vụ quan hệ quốc tế của Bộ Ngoại giao Nguyễn Thanh Hải là quan chức mới nhất vì bắt giam trong vụ án được Bộ Công an khởi tố từ cuối tháng 1. Theo Bộ Công an thì có gần là 2.000 chuyến bay giải cứu người Việt từ nước ngoài được thực hiện trong thời gian đại dịch và mỗi chuyến bay có lợi nhuận vài tỷ đồng. Điều tra ban đầu của Bộ Công an cho biết các bị cáo đã lợi dụng việc xét duyệt cấp phép cho các công ty thực hiện chuyến bay đưa công dân bị kẹt ở nước ngoài về nước, trong thời gian các hãng hàng không quốc tế không được phép vào Việt Nam nhằm trục lợi cá nhân. Và thưa quý vị, không có tiền đóng viện phí, chồng chích điện vợ rồi tự sát. Ngày hôm thứ hôm nay thưa quý vị, tòa án Sài Gòn đã tuyên án 7 năm tù về tội giết người đối với ông Quỳnh Quang Đạt. 56 tuổi, vì đã chích điện vợ rồi tự sát do không còn tiền đóng viện phí. Cáo trạng cũng cho biết vợ ông Đạt bị bệnh nặng đã hơn là 15 năm, và năm nay phải điều trị tại bệnh viện. Ông là người phải chăm sóc và nuôi bệnh. Và để có tiền chi trả viện phí thì ông Đạt vay mượn người thân khoảng là 100 triệu đồng. Do không có khả năng chi trả viện phí, vợ ông Đạt nhiều lần đòi chết nên mà ông Đạt nảy sinh ý định sát hại rồi tự sát vợ, à, giết vợ rồi tự sát thưa quý vị. Sau khi mà đầu dây điện đã tháo vỏ nhựa cho vợ cầm, ông Đạt lấy phích cắm vào ổ điện, người vợ tử vong. Sau đó thì ông Đạt cũng đã cột đầu dây điện vào cổ tay rồi lấy phích cắm vào ổ điện khoảng 5 phút để mà tự tử. Nhưng mà có người phát hiện sự việc tri hô và ngắt cầu dao nên ông Đạt không chết. Vừa rồi là phần tin Việt Nam. Thay mặt tiếp tục với lại phần tin quốc tế thưa quý vị. Và thưa quý vị, thảm sát ở Nga khiến 15 người thiệt mạng. Các nhà điều tra cũng cho biết một tay súng với chữ vàng của nước Quốc xã đã ở trên áo đã giết chết là 15 người. Trong đó thì có 11 trẻ em và làm bị thương 24 người tại một trường học ở Nga vào ngày hôm nay trước khi mà tự kết liễu đời mình. Kẻ tấn công là một người đàn ông khoảng 30 tuổi được nhà chức trách đặt tên là Artem Kazanstev đã giết chết hai nhân viên bảo vệ và sau đó xả súng vào học sinh và giáo viên tại trường số 88 ở Zakhesko, nơi anh ta từng là học sinh. Ủy ban điều tra của cơ quan Nga, cơ quan xử lý các tội phạm lớn, cũng cho biết là họ đang xem xét các mối liên hệ bị nghi ngờ là Đức Quốc xã mới là thủ phạm. Ủy ban điều tra cũng cho biết trong số 24 người bị thương, tất cả đều là trẻ em. Thống đốc của khu vực Alexander Bekalov cũng cho biết, các bác sĩ phẫu thuật đã tiến hành một số ca phẫu thuật này. Ông cũng cho biết cả tấn công đã được đăng ký với một cơ sở điều trị tâm thần và thần kinh. Các nhà điều tra cũng cho biết người đàn ông được trang bị hai khẩu súng lục và một lực lượng lớn đạn dược này thưa quý vị. Tương quốc tế cũng cho biết thì đàn ông Nga bỏ chạy sang Georgia hàng loạt sau lệnh điều động của ông Putin. Những người đàn ông Nga đang chạy trốn hàng loạt sang nước láng giềng Georgia để mà tránh bị liệu triệu tập tham chiến trong cuộc chiến mà họ không đồng ý theo lệnh của Tổng thống Nga Putin là huy động hàng trăm ngàn quân dự bị do cuộc xung đột ở Ukraine. Tại một thời điểm vào ngày Chủ nhật ngày hôm qua, ước tính thời gian chờ đợi để mà vào Georgia kéo dài 48 giờ, với hơn là 3.000 xe cộ xếp hàng để mà qua biên giới. Theo thống kê của chính phủ, thì thủ đô Epsley của Georgia đã có khoảng là 40.000 người Nga vượt biên giới để vào kể từ khi mà Nga xâm lược Ukraine vào ngày 24 tháng 2. Số lượng chính xác những người đã rời khỏi Nga kể từ khi mà ông Putin tuyên bố cái mà ông gọi là điều động một phần vào ngày thứ tư tuần trước là không rõ ràng. Nhưng mà một bức tranh ban đầu đang xuất hiện về một cuộc di cư đáng kể. Cảnh tượng như là biên giới Nga và Georgia cũng đã diễn ra tại các ngã tư với Kazakhstan, Phần Lan và Mông Cổ. Tất cả đều có nhiều người xếp hàng, trong khi chính quyền Nga đã không đóng cửa biên giới của họ và các lính canh thường để mà cho mọi người rời đi. Các chuyến bay khởi hành từ Moscow tới một số quốc gia duy trì các chuyến bay thẳng với Nga đã được bán hết hoặc là chỉ còn một số ít vé, với mức giá cao ngất ngưỡng, có vé lên tới là 8.000 Mỹ Kim cho một chiều. Thưa quý vị. Và người Nga sử dụng bài hát và điệu nhảy truyền thống để mà phản đối điều động. Thưa quý vị, những người biểu tình phản đối việc điều động quân sự một phần của Tổng thống Putin đã chuyển sang hát và nhảy truyền thống vào ngày Chủ nhật qua tại Zakostin, phía đông Serbia của Nga. Đoạn phim do hãng thông tấn Reuters được thực cho thấy thì một đám đông người biểu tình ở phía đông của thành phố Yasinsk nhảy múa trong một vòng tròn và hát các bài hát tại một quảng trường công cộng. Nguồn của video khẳng định có khoảng là 24 người đã bị giam giữ sau cuộc biểu tình này. Vào tuần trước thì tổng thống Nga Vladimir Putin đã phát động một chiến dịch huy động mới cho cuộc chiến kéo dài 7 tháng đã khiến hàng ngàn người thiệt mạng, hàng triệu người phải di dời, đổ nát các thành phố và gây thiệt hại cho nền kinh tế toàn cầu. Các kế hoạch kêu gọi 300.000 quân dự bị được soạn thảo để mà hỗ trợ các lực lượng vũ trang. Vị trí của video đã được xác minh bởi các tòa nhà, con đường gần đó và cũng như là hình ảnh trên Google Maps. Và kết quả bầu cử ý tạo sự lo ngại cho sự ổn định của chính phủ trong tương lai. Các nhà phân tích cho biết kết quả của cuộc tổng tuyển cử ở Mỹ, ở Ý thưa quý vị, có thể là gây lo lắng cho sự ổn định của chính phủ sau khi mà liên minh cực hữu đạt được thành công trao quyền lãnh đạo cho bà Georgia Meloni, trở thành thủ tướng là phụ nữ đầu tiên của nước Ý. David Agenglucci, nhà phân tích chính trị tại Đại, Đại học Louis ở Rome cũng nói rằng, mặc dù thì bà Meloni có lý do để mà ăn mừng thành công của đảng, nhưng mà vẫn có khả năng gây bất ổn cho chính phủ. Với kết quả được kiểm điểm tại hơn là 97% điểm bỏ phiếu, đảng anh em người Ý của bà Meloni đã dẫn đầu với hơn là 26% phiếu bầu, tăng từ là chỉ 4% trong cuộc bầu cử quốc gia cuối cùng của năm 2018. Thay thế liên đoàn làm động lực cho phe thân hữu này. Liên đoàn chỉ chiếm khoảng là 9%, giảm so hơn là 17% cách đây 4 năm. Nhưng mà bất chấp số điểm trong đối thấp thu quý vị, nhà lãnh đạo Matteo Salvini cũng cho biết ông sẽ tiếp tục làm lãnh đạo đảng này đảng Forza Italia của Thủ, của thủ tướng Silvio Berlusconi đạt tỷ lệ khoảng là 8%. Đảng anh em của Ý của bà Meloni đã đưa đảng cực hữu kể từ Thế chiến thứ hai. Bà Meloni đã loại bỏ nguồn gốc hậu phát xít của đảng và mô tả nó như là một nhóm chính chống giống nhìn đảng bảo thủ của Anh. Bà đã cam kết ủng hộ chính sách của phương Tây về Ukraine và không chấp nhận rủi ro với nền tài chính mỏng manh của Italy. Và thưa quý vị, biểu tình trên khắp thế giới đòi quyền cho phụ nữ Iran. Hàng chục người Kurd ở Iraq và Iran đã tập hợp tại thành phố Erbil, miền Bắc của Iraq vào thứ Bảy tuần trước, với cái chết của Masha Amini, một phụ nữ trẻ chết trong sự giam giữ của cảnh sát Iran. Những người biểu tình mang theo những tấm biểu ngữ có ảnh của Amini đã tập trung bên ngoài khuôn viên Liên Hợp Quốc ở Erbil, hô vang phụ nữ, cuộc sống và tự do. Nhiều người là người Kurd Iran sống lưu vong tự do tại khu vực Kurdistan, bán tự trị của Iraq. Cách đây một tuần, thì các cuộc biểu tình đã nổ ra ở Tây Bắc Iran, tại đám tang của Armani. Một phụ nữ 22 tuổi người Kurd đã chết sau khi hôn mê, sau khi bị cảnh sát đạo đức giam giữ khi mà thực hiện quy định đeo khăn trùm đầu đối với phụ nữ. Người biểu tình tuyên bố họ giết Armani vì một sợi tóc lộ ra từ khăn trùm đầu của cô ấy. Người phụ nữ đang yêu cầu tự do. Họ yêu cầu quyền cho tất cả mọi người vì mọi người đều có quyền nhân phẩm và tự do. Cái chết của cô Amani đã làm dấy lên sự tức giận trên toàn cầu về các vấn đề bao gồm các hạn chế về quyền tự do cá nhân ở Iran, các quy định nghiêm ngặt về trang phục đối với phụ nữ và một nền kinh tế đang quay cuồng với các lệnh trừng phạt. Người biểu tình Mesha Mazini, một diễn viên kim đạo diễn người Iran sống ở Erbil cũng tuyên bố, chúng tôi không chống lại tôn giáo và chúng tôi không chống lại Hồi giáo, nhưng mà chúng tôi là những người theo chủ nghĩa thế tục và chúng tôi muốn tôn giáo tách biệt khỏi chính trị này thưa quý vị. Và vừa rồi là phần tin thế giới thanh mai trở lại phần tin Hoa Kỳ sau phần bảo trợ của Đài. Cảm ơn quý vị.